thưa sư huynh thì theo như được biết những lần trước sư huynh có chia sẻ là năm 38 tuổi sư huynh mới có duyên với Phật pháp mới đến với Phật pháp dạ thì cái nhân duyên nào mà đã dẫn dắt sư huynh đến với con đường Phật pháp như vậy và tu tập nó nhiệm màu như vậy sư huynh à, nam mô mười phương phật nam mô mười phương phật nam mô mười phương phật à, hôm nay có duyên gặp được chế khanh ở đây À, kính thưa bà con cô bác cùng các quý đạo hữu Thì uh, chế Khanh vừa hỏi câu hỏi là lý do đâu Năm 38 tuổi cư sĩ có duyên cột pháp Thì bây giờ cư sĩ sẽ trả lời cho bà con Mà uh, hôm nay tại chế Khanh có gọi cho cư sĩ Chứ cư sĩ cũng tính là ngưng, hận ngưng, tạm ngưng Chứ không có làm nữa Thì uh, hôm nay cũng có nhân duyên như vậy Thì cư sĩ chia sẻ cho bà con cô bác cùng quý đạo hữu biết cái nhân viên mà cư sĩ đến với Phật pháp như thế nào nam mô mười phương Phật nam mô mười phương Phật nam mô mười phương Phật à thưa quý bà con cùng quý đạo hữu thì cư sĩ là một người ở vùng quê vùng nông thôn nói chung là ở dưới quê dùng sông nước mà cuộc sống ngày trước cách nay là bốn mươi mấy năm á thì quý vị biết nó nghèo khổ lắm quý vị ơi cư sĩ ngãi đi học một buổi còn một buổi ở nhà làm ruộng làm gãy rồi đi nhậu cỏ làm đủ thứ hết trên đời này á làm đủ thứ hết đến nỗi mà đi nhậu cỏ hay ha là à, làm cỏ rồi cấy lúa á, mà cái 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 nước thuốc sâu cái nước sắt trùng về xuống ăn giò ăn cẳng á, nó đỏ hết luôn nó chảy máu luôn mà cũng làm đau lắm vẫn làm vì cuộc sống này nó nghèo khổ thì cách nay nó nó bốn mấy năm rồi thì quý vị biết ở dưới quê rồi nó khổ lắm còn ăn á hàng ngày ăn á nấu cơm ăn có cơm ăn mai rồi với chén nước mắm á mà bỏ me vô chỉ dầm ra là trang ăn thôi nó khổ mức độ vậy đó, quý vị còn cha của cư sĩ á lúc đó đó thì là cũng làm nông rồi với chạy chiếc xe ba gác mà ba ba gác mà không có máy mà xưa đẩy đẩy bằng tay á đẩy khổ lắm thì trong quá trình như vậy thì cư sĩ học sau này cư sĩ đậu vào đại học kinh tế thành phố hồ chí minh mà đậu chính quy á năm đó là cư sĩ là 18 19 tuổi gì không nhớ rõ đậu đại học à, chính quy thành phố Hồ Chí Minh thì cư sĩ lên thành phố Hồ Chí Minh học còn cha mẹ ở dưới quê á, làm cực khổ lắm quý vị mỗi lần cư sĩ về như vậy á thì cư sĩ á, mới xin tiền cha mẹ mỗi lần cha mẹ không có tiền thì cũng muốn đi mượn vòng vòng ở sớm á, là được một trăm mấy á, đưa cho cư sĩ lớp nào mua trứng rồi mua khô mua gạo để cư sĩ là mang lên thành phố Hồ Chí Minh để cư sĩ ăn uống và học tập thì trong quá trình như vậy khổ lắm quý vị à thì à, như thế này do cái nhân viên thì năm 38 tuổi thì à, ba của cư sĩ á, 59 tuổi thì bị ung thư gan mà chết thì trong quá trình này á thì cư sĩ mới ngồi buồn buồn là gì ngày trước á cha mẹ mình khổ mà lo tiền cho mình đi ăn học tới khi mình làm được giám đốc như thế này mình có tiền của mình muốn về phụng sự cho cha mẹ thì lập tức cha mình đã mất không không còn gặp nữa thì cư sĩ rất là buồn không biết làm sao hết thì cái ngày mà cha của cư sĩ á, bệnh á, túc hơi thở cuối cùng là chính mắt cư, cư, sĩ ở tại cái thời điểm đó là có một hơi thở mạnh một cái khì như vậy là coi như tắt thở vĩnh hằng cha của cư sĩ đã ra đi trên cư sĩ buồn lắm cho nên á, lúc này á, cư sĩ không biết làm sao trong mình buồn nhưng mà nước mắt không có rơi thật tế rất là buồn buồn đau khổ lắm quý vị người thân mình đã mất đi cho nên cư sĩ mới hồi ức lại cư sĩ mới ngồi suy nghĩ nhớ lại cái cảnh ngày xưa á, mình mình coi như mình nghèo khổ mà cha mình đẩy chiếc ba gác đi à, để kiếm tiền à, à màu hôi á quý vị mà nó đổ tên cái 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 áo của cư sĩ giống như một núm núm, núm giống một núm vậy đó một núm vàng 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 như vậy á rồi hàng ngày để kiếm được một ít tiền rồi đem về mua đồ ăn thức uống thì quý vị thấy nó khổ không rồi cư sĩ ngồi ngẫm nghĩ cái ngày mình sinh ra như vậy ở cái cảnh nhà lá trời mưa giọt cha mẹ mình né qua một bên để dành cái chỗ đó không giọt để cho mình mình nằm mình ngủ ở đó rồi lúc mình tiểu tiện á thì hôi thúi cha mẹ cũng chấp nhận để cho mình có đồ ăn vật uống đồ á ngon á thì cha mẹ dành cho mình ăn hết mình ăn cho no còn thì cha mẹ ăn không còn thì cha mẹ không ăn cư sĩ nghĩ hồi ức rất là nhiều quý vị đến lúc nổi hả mình té mình u đầu mình chảy máu đầu mình chảy máu rất là đau nhưng thật ra cha mẹ của mình đau hơn gấp trăm vạn lần nữa kìa quý vị cha mẹ đau ở trong tâm thấy con mình té đau chảy máu như vậy cha mẹ đâu có đành đau hơn gấp trăm vạn lần của mình đau trung tâm còn mình chỉ đau ngoài thân xác đó rồi cha mẹ đi làm mưa giải nắng đủ thứ trên đời hết có thể là nguy hiểm đến tính mạng cũng vì cái đồng tiền mà cũng mang về cho con ăn uống và ăn học cho tới ngày mình thành tài thì cư sĩ nghĩ ra những cái điều đó hôm nay cư sĩ làm có tiền mà mang giấy mang về phụng sự cho cha thì đã muộn rồi quý vị ạ à. cho nên trên đời này á cư sĩ á phiên các vị đang còn có cha có mẹ mau mau về phụng sự cha mẹ à, lấy chữ hiếu làm đầu vì cha mẹ mình chỉ có một một khi mất đi rồi Quý vị không tìm được cha mẹ đâu Muốn thỏa thể cha mẹ cũng không có đâu quý vị à Cho nên cư sĩ á Tâm lúc này tặng sái cư sĩ buồn lắm Cư sĩ không biết làm sao hết Cho nên cư sĩ mới biết một điều là Cư sĩ Hồi trước còn sống á Cha luôn luôn dạy cho cư sĩ là Ăn ở phải tốt là người thiện à, Sống là phải thiện pháp Sống là phải hướng đạo Và Cư sĩ nhớ trong lòng như vậy Ngày mà cư sĩ á mà ra cư sĩ mà thấy cha mình ra đi rồi khi mà an táng cha cha xong cư sĩ mới ra ngoài trời quý vị cư sĩ đâu biết đạo là gì đâu đây là cuối năm 38 tuổi đầu năm 39 tuổi cư sĩ bước ra ra ngoài đường ra trước sân á cư sĩ mới là nguyện một cái như vậy nữa quý vị kể từ giây phút này con quyết tâm ăn ở có tâm có đức có phúc có hậu là quyết tâm mình xả bỏ hết những những gì ngày trước mình sống xấu xa mình kiếm tất cả gì cái đồng tiền mà bất chấp tất cả những gì mình nói láo mình tham sân si để mình kiếm và mình muốn sống là cái thiện phước đó để mình báo hiếu cho cha dù cha mình chết rồi về chỉ có cái thiện phước là báo hiếu để cha ở suối vàng thôi cư sĩ cứ nghĩ như vậy cư sĩ bước ra chờ cư sĩ thề cư sĩ nhớ cái lời thề như thế này nè kể từ giây phút này con tên là ABC như vậy Con quyết tâm ăn ở, có tâm, có đức, có phúc, có hậu Kính thỉnh à, mười phương chư Phật Mười phương chư vị Bồ Tát Mười phương vị La Hán Kính thỉnh Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế Đại Thiên Tôn à, Kính thỉnh mười phương chư Thiên Rồi mười phương chư Thánh Rồi à, các vị chư Thần Đồng chứng minh cho con quyết tâm Tại thời điểm này Con quyết tâm ăn ở, có tâm, có đức, có phúc, có hậu Quý vị biết không Cái lúc mà cha cư sĩ á Gần túc hơi thở cuối cùng cư sĩ ngồi buồn đám cư sĩ cũng giái là nếu giả sử, nếu được, nếu được, bản thân con tích ra cái phần tuổi thọ để cho cha con sống. Dù con hạ tuổi thọ đi năm 10 năm gì nữa, con cũng chấp nhận để cho cha con được sống những giây phút ấy. Nhưng mà thật ra đâu có được quý vị, rồi quý vị lúc bệnh ung thư gan như vậy, cư sĩ cũng có nhiều tiền mà muốn cứu cha cũng không có được thì bây giờ mình ngồi mình nó ngẫm nghĩ ủa mình làm từ hồi trước tới giờ mà nhiều tiền như vậy á thì mình cũng không cứu được mạng cha của mình cho nên á cư sĩ mới nghĩ một điều bây giờ chỉ có mình tu đạo mình tu được cái đạo đó thì mình mới cứu được cha của mình cha mình ở suối vàng mới được mỉm cười chứ còn mình sống như vậy thì cũng không cứu được cha mình đâu thì cư sĩ chính như vậy cư sĩ mới đến với phật pháp thưa quý vị điều này đưa cư sĩ đến phật pháp thì lúc này cư sĩ cứ về cư sĩ đang làm giám đốc cư sĩ lên công ty cư sĩ thưa với công ty là cư sĩ xin từ bỏ đi về nhà không làm nữa thì cả công ty cũng giật mình hết hỏi tại sao như vậy cư sĩ nó trả lời và cư sĩ muốn tu lắm chứ không có muốn làm lụng gì nữa hết cho nên là muốn đi về mà trước đó quý vị biết không cư sĩ sống trong cảnh sung sướng lắm tiền nông vật chất đồ là ăn uống đồ ngủ dục rồi đầy đủ hết không thiếu cái thứ gì rồi cư sĩ sách về về nhà xong cư sĩ mới mò mò trên cái tạng thư phật học do cư sĩ có trình độ thế gian á cư sĩ liếc vô máy tính cư sĩ mới tìm hiểu về phật pháp mà trước khi tìm hiểu phật pháp là cư sĩ mới suy nghĩ như thế này trên đời này có nhiều đạo lắm đạo nào cũng dạy ta ăn ở có phước có báo có thiện thì cư sĩ mới chợt nhớ là các vị sư thường thường đi ngang qua đường các vị sư bận những áo sư đó là chiên dạy cho mình là những cái thiện phước như vậy thì cư sĩ mới biết là Phật đạo cư sĩ mới nhấp vô như vậy để tìm hiểu Phật đạo thì đầu tiên cư sĩ mới tìm hiểu về Phật đạo thì cư sĩ biết pháp môn niệm Phật theo ông bà chỉ mình là niệm Phật mình cũng nghe thoáng thoáng là niệm Phật nam mô a di đà phật là một pháp môn pháp môn thứ hai là cư sĩ muốn hàng tất cả những tâm ác tâm độc của mình những cái xấu xa thì cư sĩ mới đánh vô chữ là à, hàng à, hàng phục tất cả ma các thần chú hàng phục tất cả ma thì từ đó nó hiện lên là tất các bài đà Ni, bài thần chú thì cư sĩ bắt đầu học thuộc lần hết bài này sang bài khác học thuộc 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 rất là nhiều bài mà cư sĩ cũng đã nói rồi thì cư sĩ thuộc từ 6 giờ đồng hồ đến 8 giờ đồng hồ liên tục những cái bài thần chú như vậy bài đà Ni như vậy thuộc rất nhiều mà hàng ngày cư sĩ miệt mài hành trì trong đó thì trong quá trình như vậy là nó xảy ra nhiệm màu đó quý vị chính cái nhiệm màu này thì nó đưa mình tới cái sự giác ngộ những cái điều nhiệm màu đưa tới sự giác ngộ, đưa tới cái sự giải thoát, cư sĩ đều thấy chân lý giải thoát vậy. là trong quá trình tự mình tu tập, tự pháp sinh ra chứ ngày ấy cư sĩ không bao giờ biết về sao nó có nhiệm màu như vậy. hai cư sĩ đem cái nguyện lực là mình muốn là mình cầu giảng sanh, hai mình cầu thành thánh không có mà cư sĩ lập tức lập cái nguyện lực ở ngoài trời, tầm muốn ăn ở có tâm có đức có phúc có hậu để báo hiếu về cho cha mẹ. cho nên á đây là cái nhân duyên vì chữ hiếu mà cư sĩ quyết tâm từ bỏ tất cả cõi đời để tu tập báo hiếu cho cha là như vậy đó quý vị chứ không phải tự nhiên cư sĩ mà tự nhiên biết Phật pháp mà cư sĩ đùng cái cư sĩ tu là trước cái mặt tước sự sinh tử như vậy cũng vì chữ hiếu mà cư sĩ xả bỏ tất cả tên cõi đời này muốn báo hiếu cho cha là trong qua qua quá tình mình tu tập và mình nghĩ là mình ăn ở có phước có có thiện như vậy mình mới bù đắp được cha mẹ mình ở suối vàng mà thôi cho nên cư sĩ quyết tâm một lòng là từ bỏ hết rồi tu tập rồi tụng kinh rồi niệm phật nó đến nhiệm màu như vậy đó quý vị chứ không phải tự nhiên thì qua đây á, cư sĩ muốn mang cái lời phiên cho tất cả quý vị trên đời này mình chỉ có một cha một mẹ thì bây giờ mình mau mau quay về phụng sự cha mẹ mình đi báo hiếu cha mẹ mình đi nhiều khi cuộc sống này nó lôi kéo mình vô mình quên cha mẹ tới khi cha mẹ bệnh già tử mình mới chợt nhớ trở lại thì đã muộn rồi tiếc lắm quý vị ơi nó cuộc sống này nó cuốn mình dữ lắm mình quên nó lúc mình quên cả cha cả mẹ nữa kìa đến khi cái ngày cha mẹ mình túc hơi thở cuối cùng thì mình không có những lời thỏ thẻ hoặc tâm sự cha mẹ hoặc mình muốn kiếm cha mẹ mình ở đâu để nói những lời thiện cho cha mẹ hay là những lời cung phụng gì đó mình cũng không tìm ra được nữa đâu cho nên bây giờ mình còn đang có cha có mẹ lập tức mình quay về gấp mình phụng sự cha mẹ mà nói về cha mẹ cái từ hiếu về nào quý vị nó thênh thang lắm mình không thể nào mà nói một từ tôi báo hiếu cho mẹ cha mẹ được hết cả mình kể hết ngày này sang ngày khác thì cũng không thể nào mình kể hết ví dụ như giờ cha mẹ bệnh mình mua thuốc cha mẹ đói thì mình kiếm thức ăn rồi cha mẹ bệnh mình cổng đi rồi cha mẹ cần cái gì đó mình đưa tới cái đó hoặc cái gì đó mình kể hoài wow, cũng không hết trong kinh điển có nói là gì mình cổng cha cổng mẹ đi khắp mười phương này mình ăn xin hay à, mình làm cái gì đó cha mẹ cũng không tả chữ hiếu nổi đâu quý vị à thì bây giờ mình để báo hiếu như vậy á trước tiên á, mình đã chọn chữ hiếu á thì mình đừng làm những điều bất hiếu mình đừng làm những gì cho cha mẹ mình buồn là coi như mình đã có hiếu nên làm như vậy chứ mình không biết định nghĩa làm sao hết à thưa quý vị thì ở đây cái câu chuyện mà cư sĩ đến với Phật pháp là câu chuyện từ chữ hiếu này sanh ra đây là một cái duyên lành từ cái chữ hiếu cư sĩ không biết làm sao cho nên muốn báo hiếu cho cha là như vậy rồi cư sĩ có duyên cái Phật pháp rồi trong quá trình như vậy rồi cư sĩ tu tập rồi nó xảy ra nhiệm màu thật sự trên đời này Phật pháp là có thật nha quý vị nó có xảy ra từ cảnh giới cảnh giới mà cư sĩ đã từng miêu tả cho quý vị qua nhiều cảnh giới mà mình tu tập nó có thật như vậy thì xuất phát từ cái chữ hiếu quý vị biết không trước khi cư sĩ lên tụng kinh ha niệm phật trên cái bàn tam bảo của mình bàn thờ ở nhà mình thì cư sĩ luôn luôn hồi ức về cha hết trước khi tụng kinh cư sĩ hồi ức về cha hôm nay con người tụng kinh niệm phật ở đây là mong cho cha được ở suối vàng à, được uh, phước báo được giải thoát được về chư phật hoặc về cõi trời hàng ngày như vậy cư sĩ ngồi cứ miệt mài tụng kinh cứ nhớ tới cha cứ nhớ tới cha tới cha không mà tụng kinh được như vậy là một quá trình một gián tiếp vì cái chữ hiếu mà vì cái sanh tử đó cư sĩ mới làm được cho tới ngày hôm nay cũng xuất phát từ gốc đó quý vị trước ngày đầu cư sĩ đâu có biết Phật pháp nó là cái gì đâu mà cư sĩ đâu biết tu là nó có cảnh giới à, à giảng sanh hay là cảnh giới nhiệm màu hay là cảnh giới thần thông à cảnh giới tánh thấy tánh nghe tánh biết hoàn toàn không có biết về sau hoàn toàn không biết nhưng trong quá trình tu tập như vậy thì cư sĩ mới sinh ra cái cảnh giới như vậy mà quý vị có biết không tất cả cảnh giới đó là tông kinh có viết dạng pháp di tâm tạo tất cả là do tâm do tâm mình hết tâm mình thiện bấy nhiêu tâm mình mang tánh thiện bấy nhiêu tánh thánh bấy nhiêu thì tất cả các tánh thánh trong tâm mình đều ứng hiện ngay cả tánh a di đà ở trong tâm quý vị cũng có tánh bổn sư tích ca mâu ni cũng ứng hiện tánh quán âm cũng ứng hiện tánh địa tạng cũng ứng hiện tất cả trong tâm mình sinh ra hết tánh ngọc hoàng thượng đế tất cả do tâm tạo tâm tánh của mình từ ở tâm tánh của mình mà do cái sức hành trì của mình và cái sức thiện pháp của mình tới đâu thì tánh ấy được hiện bài là ngay cư sĩ ngày ấy cư sĩ tụng kinh niệm phật như vậy thì lập tức được tánh a di đà nói khác hơn là được ngài a di đà a di đà ứng hiện và a di đà đó ngài mới quy y cho cư sĩ lấy tên cư sĩ là quan đức ngài dạy như thế này quan là gì quan là sự chiếu sáng muôn trùng không ngần mé không có không có gì mà ngăn mé được hết chiếu sáng chữ đức ở đây là con phải sống trên đời này con làm chữ chữ đức chữ thiện luôn luôn là thiện thiện hướng về phước báo thiện pháp là chính cho nên á, giống như cái lời mà cư sĩ đã nói ngay từ đầu là gì à cư sĩ giống có nguyện lực á là kể từ giây phút này cư sĩ quyết tâm ăn ở có tâm có đức có phúc của hậu để báo hiếu cho cha đó là câu chuyện đúng như vậy thì quý vị sẽ hiểu một điều sau này quý vị giác ngộ là mỗi chúng sanh mỗi một chúng sanh nếu nói về tướng á thì mình có cái phần tướng sắc này là thân tứ đại này ứng với bên ngoài hư không á thì có sắc tướng tất cả các sắc tướng đều ẩn chứa trong hư không này còn nói về du di á thì nó cũng có hai phần một phần tâm và một, một, một phần pháp giới một phần pháp giới nếu mà tâm tâm động hay tâm sinh thì pháp giới hiện tâm thanh tịnh thì pháp giới vốn cũng bằng không thì sau này quý vị tu á quý vị sẽ giác ngộ về đúng cái phần cái phần này trong kinh điển nó di diệu lắm quý vị ơi như vậy cư sĩ á mới giác ngộ về phần này dù sáu cõi đều ứng trong tâm mình hết chứ sáu cõi không phải mình nghĩ như ở ở ngoài thế gian mình muốn tìm cõi ngọc hoàng thượng đế mà mình bay hoặc mình dùng phi thiền quý vị mình tìm cõi ngọc hoàng thượng đế không có đâu mà sáu cõi được tông tâm ứng bên ngoài là pháp giới này thường trụ pháp giới này thường trụ sau này quý vị nếu mà tu tới chỗ này thì quý vị tự quý vị giác thấy nó thật sự nó có như vậy tất cả dạng pháp là di tâm tạo dạng pháp di tâm tạo quý vị nhớ ở điểm này dạng pháp di tâm tạo trong cái cộng tóc của mình nó cũng có đã, đã 10 phương pháp giới trong cái lá cây kia cũng có 10 phương pháp giới tất cả các cung các cõi đều ứng trong học mè nó đã ứng sẵn thưa quý vị đây là sự thật nó có thật như vậy thì ai tu tới đây thì tự giác à, ai uống thì nó, nó biết vị ai ăn lấy no là thật sự nó có ở chỗ này thì đây là cái câu chuyện cũng vì chữ hiếu mà cư sĩ mới có ngày hôm nay thưa quý vị là thực sự nó có thật như vậy vậy cư sĩ tu cái gốc từ chữ hiếu sinh ra chứ không phải cư sĩ tu mà được giảng sanh hay được thành phật thánh thành tiên thành phật đây không phải hoàn toàn không biết mà chấn động ở tâm của mình muốn báo hiếu vì cha của mình chết đi cho nên á cư sĩ quyết tâm một lòng báo hiếu mà lấy chữ tu từ bỏ tất cả tên cõi đời này hướng tới con đường tu để báo hiếu cho cha và ứng với lời nguyện lực của mình thì các chư vị hộ pháp mười phương chư Phật đều gia trì cho mình nếu mà phát được cái tâm thiện như vậy làm gúng động hư không thì lập tức chư Phật chư thiên chư thánh đều gia trì cho mình cụ thể hồi nãy cư sĩ nói là ngày A Di Đà quy y cho cư sĩ và dạy cư sĩ từ đây về sau phải sống với cái thiện pháp như vậy luôn luôn làm thiện hướng thiện như vậy đúng theo quyền lực của mình ngài mới đặt pháp danh cho cư sĩ là quan đức nó là như vậy thưa quý vị còn cái câu chuyện mà sau này mình có thể mổ xẻ ra ra tất cả là ví dụ như chư phật a di đà ngày bổn sư thích ca mâu ni hai ngày à, dược sư lưu ly hai bất động tôn thì có câu chuyện này là câu chuyện khác nữa quý vị quý vị không khéo quý vị nhầm qua tướng hết là quý vị tìm không ra chân lý đâu ngay cả quý vị bây giờ quý vị còn lầm nói là ngày tất đặt đa là Phật Bổn Sư Tích Ca là quý vị định nghĩa gì là nhầm. Mà quý vị phải định nghĩa vậy Phật là Bổng không. Ngài tất đạt đa ở đây là cái thân xác do bên vua Tịnh Phạn Sinh ra rồi ngài tu tập ứng với cái tâm lượng, ứng với tâm lượng tương đương với pháp thân thường tụ của ngài Bổn Sư Tích Ca, Mâu ni Phật ở trong thường trụ trong cái pháp giới này, ngài sống bản tâm trở lại, Phật là Bổng không, không hình, không tướng, không màu, không vị quý vị đừng định nghĩa ngài tất đạt đa là phật mà nếu nói như vậy ngài tất đạt đa là phật thì ông vua tịnh phạn là cha phật rồi quý vị định nghĩa sai cho nên bây giờ quý vị định nghĩa trở lại phật là quý vị không bao giờ thấy và biết quý vị đừng có nói một câu là ông tất đạt đa tức là phật bổn sư thích ca mâu ni là quý vị định nghĩa sai đó là tướng ở thế gian này ngài tất đạt đa kia rồi ngài giác ngộ đi tu trở về một cái tâm tương ưng cái tâm tương ưng với pháp thân thường tụ của ngài bổn sư thích ca mâu ni mà đã là tương ưng cái tâm cái tâm ở đây là không hình không tướng không màu không vị chứ không phải bạn nhìn lên lầm tướng sắc rồi từ đây quý vị mới xé đạo ra quý vị phân đạo ra rồi đạo này đạo kia quý vị nhìn nhận là sai sai sự thật của gốc đạo quý vị cho bổn sư thích ca là sinh ra từ vua tịnh phạn hoàng hậu ma gia gì đó là sai sai ý cho nên Phật mới nói là dùng âm sanh sắc tướng cầu ta là sai, cho nên quý vị phải định nghĩa lại chỗ này cho đúng thì quý vị tu mới đúng đường đúng hướng, thì quý vị mới thấy được cái sự giác ngộ chân lý Phật pháp Thật sự trên đời này nó có thật sự như vậy, thưa quý vị, thì đây là câu chuyện đầu tiên mà cư sĩ mới có duyên với Phật pháp là do ở cái hiện tượng này chứ không phải là cư sĩ tự nhiên mà ứng duyên với Phật pháp đâu quý vị, cũng từ chữ hiếu như vậy cư sĩ tự nhiên ngồi mới tư duy coi dày tất cả mọi người tên đời này đều ứng với phật pháp không riêng một ai nếu mình nhiệt tâm tìm đến với phật pháp mình hành trì tu tập thì ai cũng như vậy cả vì tất cả chúng sanh đều có phật tánh cả đều có tánh phật vô lượng tánh phật trong đó vô lượng tánh thánh trong đó là chúng sanh đều có cả không riêng một ai hết thưa quý vị thì cái đề tài hôm nay thì cư sĩ chia sẻ tới đây để mọi người biết cái nguyên do cư sĩ có duyên Phật pháp là như vậy để mong bà con mình các quý đạo hữu mà ngồi suy nghĩ cũng từ cái thiện nhỏ nhất là mình hành trì lấy gốc thiện mình hành trì thì ra toàn bộ cảnh giới nhiệm màu đó từ gốc thiện chân thật chứ mình đừng đem những cái tâm chấp lên đó cái tâm chấp mình để được cái này được cái kia hoặc là mình được nhiệm màu hay mình được thành thánh hay mình được thần thông thì cái đó cư sĩ hoàn toàn không có biết Mà cư sĩ đem cái tâm thiện đầu tiên làm nền tảng Để tu tập hướng về Phật Pháp Thì cư sĩ sinh ra nhiệm màu như vậy Là có thật chính bản thân cư sĩ đã xảy ra Thì đề tài hôm nay cư sĩ sinh ngưng tại đây Có duyên thì gặp cái đề tài tiếp à, Nam Mô Mười Phương Phật Nam Mô Mười Phương Phật Nam Mô Mười Phương Phật